Ngày 2 tháng 2 năm 2021, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Chí Linh để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thời gian áp dụng 21 ngày kể từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021. Cụ thể như sau, phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ thành phố Chí Linh, diện tích tự nhiên là 282.917 km2, gồm 19 xã phường, 156 thôn, khu dân cư. Tổng số hộ dân là 50.249, với dân số là 175.164 người. Tổ chức thực hiện cách ly y tế từ vùng có dịch phải đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 giao Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giao thông Vận tải, Y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ thành phố Chí Linh và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành. Đến chiều tối 2 tháng 2 năm 2021, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 18 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm cộng đồng, tất cả đều có liên quan đến ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.